Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Co giật mắt phải là tình trạng co thắt cơ không tự chủ ở phía bên phải của khuôn mặt. Thường là xung quanh mắt của bạn, nó cũng có thể liên quan đến lông mày và thái dương của bạn. Có ý nghĩa tâm linh nào đằng sau việc co thắt mắt phải hay không? trong chủ đề của video lần này cố gắng chia sẻ với các bạn về những dấu hiệu tâm linh rất rõ ràng khi bạn bị co giật mắt phải điều thứ nhất khi mắt phải co giật đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn muốn học cách nhìn rõ đây là một khía cạnh rất quan trọng trong cuộc sống của bạn lúc này vì vậy hãy chú ý đến những gì đang xảy ra cố gắng chú ý đến các dấu hiệu xung quanh bạn vì chúng có thể giúp bạn hiểu được điều gì đang xảy ra. Khi mắt phải của bạn co giật, đó có thể là dấu hiệu cho thấy rằng bạn muốn nhìn rõ hơn nơi con đường sẽ đưa bạn đến, hoặc bạn bắt đầu nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Đối với trường hợp thứ hai, bạn cũng sẽ nhận thấy các triệu chứng khác, chẳng hạn như cảm thấy bình yên hơn với nơi bạn đang ở trong cuộc sống hiện tại, hoặc có thể là mong muốn bắt đầu lại một lần nữa. Nhìn rõ hơn sẽ cho phép bạn đối mặt với cuộc sống với sự can đảm và tự tin hơn cũng như sống có mục đích hơn điều thứ hai sửa đổi và tiến về phía trước nếu mắc phải cô bạn bị co giật đây có thể là dấu hiệu cho thấy rằng bạn cần sửa đổi và tiến lên từ quá khứ của mình bất cứ điều gì đang xảy ra trong thời điểm hiện tại đều mang lại một số khuôn mẫu cũ và vết thương từ quá khứ bạn có thể cố gắng thu hút sự chú ý của mình vào những cảm giác này và khám phá xem chúng đến từ đâu. Thông thường, sửa đổi có thể giúp chúng ta tiến lên từ những vết thương cũ này. Khi chúng ta giận ai đó, chúng ta có xu hướng giữ lại rất nhiều tức giận. Khi chúng ta chứa đựng nhiều sự tức giận, chúng ta không bao giờ cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì với nó. Chúng ta chỉ muốn tức giận và giữ lấy cơn giận đó, vì chúng ta nghĩ rằng đó là cách duy nhất của chúng ta để giải quyết mọi việc. Loại giận dữ này có thể khiến chúng ta không phát triển hoặc trì trệ và bế tắc trong cuộc sống của chúng ta. Khi bạn bực bội ai đó, bạn cũng có thể bị co giật mắt phải, cũng như các triệu chứng khác như cảm thấy bồn chồn hoặc lo lắng. Nếu đúng như vậy, bạn có thể muốn sửa đổi chúng để có thể tiến lên khỏi nguồn năng lượng tiêu cực này. Tha thứ cho ai đó không có nghĩa là bạn phải quên Điều đó có nghĩa là bạn đã tha thứ cho họ và không còn bị kìm hãm bởi cảm giác tức giận và bực bội. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cần để họ trở lại cuộc sống của bạn, hoặc giả vờ như không có gì xảy ra. Tất cả những gì bạn đang làm là loại bỏ năng lượng tiêu cực cụ thể đó và cho phép bản thân mình tiến về phía trước. Điều tuyệt vời về điều này là bạn có thể tiến lên phía trước như một người tự do. Điều thứ tư, nhận được sự hướng dẫn tinh thần. Nếu mắc phải của bạn co giật, bạn có thể đang nhận được sự hướng dẫn tâm linh từ những hướng dẫn tinh thần và thiên thần hồ mệnh của bạn. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn ngày càng dễ tiếp thu hướng dẫn của họ và bạn đã sẵn sàng để bắt đầu nhận tin nhắn của họ. Nếu bạn không chắc chắn về cách nhận những thông điệp này, bạn có thể thực hành thiền định hoặc viết nhật ký như một cách để nhận những thông điệp này bạn phải nhớ rằng bạn không đơn độc và họ muốn hỗ trợ bạn nếu bạn đang lắng nghe ý kiến từ những hướng dẫn và thiên thần của mình đó là vì họ muốn giúp bạn họ chỉ đang cố gắng giúp bạn sống cuộc sống của mình một cách trọn vẹn hơn một số người có những giấc mơ sáng suốt hoặc là nhìn thấy những con số lặp lại đó là những thông điệp tâm linh từ những hướng dẫn tinh thần thiên thần hộ mệnh của bạn gửi đến cho bạn điều thứ năm cảm giác tội lỗi, xấu hổ và từ phán xét. Nếu mắt phải của bạn co giật, đó có thể là dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang cảm thấy tội lỗi, xấu hổ và đang từ phán xét bản thân mình. Bạn có thể đang dằn vặt bản thân vì những điều đã xảy ra hoặc những điều bạn đã làm trong quá khứ. Bạn có thể sử dụng năng lượng này để khám phá những gì đang xảy ra bên trong bạn. Bạn đang cảm thấy gì? Bạn đang nghĩ gì vậy? Phản ứng của bạn là gì? sự thật là cảm giác tội lỗi và xấu hổ sẽ khiến bạn chẳng đi đến đâu trong cuộc sống bạn không thể chạy khỏi chúng và bạn cũng không thể kiểm soát chúng vì vậy thay vì dằn vặt bản thân mình vì những điều đã xảy ra trong quá khứ hãy tìm cách tha thứ cho chính mình tha thứ cho bản thân mình vì những gì bạn đã làm và sử dụng năng lượng này để học hỏi đó là những kinh nghiệm quý báu của bạn hãy tha thứ cho bản thân mình và tiếp tục điều thứ sáu tìm kiếm sự tha thứ và giải quyết co giật mắt phải có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn cần tìm sự tha thứ và giải quyết cho những điều đã xảy ra trong quá khứ của mình bạn có thể đang nắm giữ một thứ gì đó từ người khác và đây có thể là dấu hiệu cho thấy rằng bạn cần phải từ bỏ nó bạn có thể là người cần tìm sự tha thứ từ người khác bất cứ điều gì đang xảy ra nó có thể chỉ ra một cái gì đó cần được giải quyết vì vậy bạn có thể tiếp tục điều này có thể bao gồm việc thực sự nói mọi chuyện với ai đó đây không phải lúc nào cũng là điều bạn thực sự muốn làm vì nó có thể gây khó chịu và đáng sợ nhưng điều quan trọng cần nhớ rằng đó không phải là dấu hiệu cho thấy bạn yếu đuối hay thất bại đó là dấu hiệu cho thấy bạn có điều gì đó bên trong mình cần được giải quyết và đây là cơ hội để phát triển điều thứ bảy hành động với lòng trắc ẩn và tình yêu thương. Mắt phải co giật có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn cần phải hành động với lòng trắc ẩn và tình yêu thương hơn trong cuộc sống. Bạn có thể đang níu kéo một điều gì đó cần được giải phóng, hoặc bạn có thể đang đấu tranh để buông bỏ điều gì đó trong cuộc sống của mình. Điều quan trọng cần nhớ là làm thế nào để từ bi và tha thứ cho bản thân khi người khác gây rối. Điều thứ 8, bạn đang cố gắng thể hiện một cái gì đó mới co giật mắt phải có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang cố gắng thể hiện một điều gì đó mới trong cuộc sống của mình. Bạn có thể sẵn sàng giải phóng một điều gì đó khỏi cuộc sống của mình và bạn có thể sẵn sàng chào đón một điều gì đó mới mẻ vào cuộc sống của mình. Đây có thể là khoảng thời gian rất thú vị đối với bạn và bạn có thể dễ dàng bị kích hoạt bởi những người trong cuộc sống của bạn và những gì đang diễn ra xung quanh bạn thể hiện một cái gì đó mới là điều thú vị nhưng bạn cũng phải cẩn thận và đảm bảo rằng bạn không quá dính mắt vào nó có một ranh giới nhỏ giữa mong muốn một cái gì đó và bám lấy nó điều thứ chín bạn có một quyết định quan trọng cần thực hiện co giật mắt phải có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn có một quyết định quan trọng trong đời bạn có thể đang cảm thấy rất thiếu quyết đoán hoặc bạn có thể phải trải qua một điều gì đó khiến bạn phải đưa ra một quyết định lớn dù tình huống là gì, hãy nhớ chú ý đến bất kỳ dấu hiệu hoặc biểu tượng nào có thể đang cố gắng thu hút sự chú ý của bạn. Những quyết định đôi khi khiến bạn cảm thấy căng thẳng, nhưng trên thực tế, bạn đã biết câu trả lời phù hợp trong lòng mình. Khi bạn có một quyết định quan trọng cần thực hiện, hãy cố gắng lắng nghe trực giác của mình và tin tưởng rằng bạn sẽ biết phải làm gì. Điều thứ 10. Có điều gì đó bạn đang bảo vệ bên trong chính mình. Co giật mắt phải có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn có điều gì đó bên trong mình cần phải bảo vệ. Đây có thể là thứ mà bạn không muốn thấy hoặc thứ gì đó mà bạn ngại khám phá. Bạn có thể có điều gì đó bên trong mình mà không muốn bộc lộ ra ngoài hoặc bạn có thể đang cố gắng giữ điều gì đó bên trong mình. Hãy chú ý đến điều này và cố gắng hiểu điều gì đang xảy ra. Có thể có một khía cạnh nào đó của bản thân bạn mà bạn không thể nhìn thấy hoặc bạn có thể sợ hãi khi nhìn thấy. Dù đó là gì, nó có thể là thứ sẽ giúp bạn về lâu dài. Điều thứ 11 Bạn đang gặp khó khăn khi buông tay. Co giật mắt phải có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang gặp khó khăn để từ bỏ điều gì đó trong cuộc sống của mình. Bạn có thể gặp khó khăn khi từ bỏ một mối quan hệ không lành mạnh hoặc một tình bạn không còn phục vụ bạn. Bạn có thể gặp khó khăn khi từ bỏ một công việc mà bạn không thích hoặc trường học mà bạn biết là không phù hợp với mình dù đó là gì hãy cố gắng chú ý đến những gì đang xảy ra điều này có thể giúp bạn hiểu những gì đang diễn ra bên trong bạn buông bỏ có thể thực sự đáng sợ vì chúng ta không phải lúc nào cũng biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía bên kia của nó đây là lý do tại sao bạn phải kiên nhẫn và cho phép mọi thứ diễn ra bạn có thể không biết điều gì sắp xảy ra nhưng sẽ ổn thôi hãy có suy nghĩ tích cực bạn sẽ biết sâu trong trái tim mình nếu đã đến lúc phải buông bỏ điều gì đó. Nhưng bạn vẫn phải cần vượt qua nó và thực sự làm điều đó. Nếu bạn không từ bỏ những thứ không còn phục vụ bạn, bạn sẽ không bao giờ có thể tiến lên trong tương lai. Điều thứ 12. Khi mắc phải co giật, có thể là dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang bị kìm hãm hoặc bị mắc kẹt theo một cách nào đó. Bạn có thể cảm thấy như bạn đang ở trong một cuộc đua hoặc bạn có thể cảm thấy như bạn đang bị kìm hãm khỏi tiềm năng thực sự của mình. Bạn có thể cảm thấy bị mắc kẹt trong một mối quan hệ mà bạn cần phải thoát ra, hoặc bạn có thể cảm thấy như bị mắc kẹt trong công việc của mình. Dù tình huống là gì, hãy cố gắng chú ý đến những gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn. Khi mắt phải của bạn co giật, điều đó có thể giống như một tiếng kêu cứu từ tiềm thức của bạn. Một phần trong bạn thực sự muốn thoát ra và tiến về phía trước. Nhưng bạn đang bị điều gì đó kìm hãm. Bạn có thể sợ phải buông tay hoặc bạn có thể không biết phải làm gì tiếp theo. Dù đó là gì, có thể là do cảm giác mà bạn không muốn cảm nhận hoặc vì điều gì đó mà bạn không muốn nhìn thấy. Bạn cần phải đối mặt với bất cứ điều gì bạn đang trốn tránh và giải phóng bản thân khỏi nó. Điều thứ 13 Bạn đang cảm thấy quá tải và kiệt sức. Co giật mắt phải có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang cảm thấy quá tải và kiệt sức bạn có thể cảm thấy như mình đang bơi ngược dòng nước hoặc không thể thoát khỏi tình huống trong cuộc sống của mình hãy cố gắng chú ý đến những gì đang xảy ra bên trong bạn khi bạn cảm thấy quá tải và kiệt sức điều quan trọng là bạn nên dành cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng bạn có thể cố gắng tạm dừng bất cứ điều gì đang khiến bạn căng thẳng bạn phải lùi lại một chút và làm điều gì đó khác biệt trong một thời gian hãy nhớ rằng sức khỏe của bạn là quan trọng nhất. Điều thứ 14 Bạn đang trải qua quá trình chuyển đổi. Co giật mắt phải là có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang trải qua một bước chuyển đổi lớn trong cuộc đời. Bạn có thể chuyển từ trường học sang nơi làm việc hoặc từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác. Bạn có thể đang chuyển đổi từ thành phố này sang thành phố khác hoặc thậm chí từ quốc gia này sang quốc gia khác. Dù tình huống là gì, Hãy cố gắng chú ý đến những gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn. Quá trình chuyển đổi có thể đáng sợ, nhưng cuối cùng, thay đổi là một điều tốt, nó cho phép bạn phát triển và học hỏi. Khi bạn cảm thấy choáng ngợp với quá trình chuyển đổi trong cuộc sống, điều quan trọng là bạn phải dành cho mình một chút thời gian để xử lý nó. Có thể rất khó để vượt qua, nhưng bạn cần cố gắng hết sức mình. Điều thứ 14. Bạn có một kết nối tinh thần mạnh mẽ. Co giật mắt phải có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn có mối liên hệ với tinh thần mạnh mẽ của mình. Bạn có thể dễ bị kích hoạt bởi năng lượng của người khác, hoặc bạn có thể cảm thấy rất nhạy cảm với môi trường xung quanh. Đây có thể là một dấu hiệu rất mạnh mẽ và đẹp đẽ, nhưng nó cũng có thể gây choáng ngợp. Bạn sẽ cần học cách bảo vệ năng lượng của chính mình một cách hợp lý. Điều thứ 15 Cảm thấy bế tắc trong cuộc sống hoặc bế tắc trong công việc khi bạn bị co giật mắt phải, đây có thể là dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang cảm thấy bế tắc trong cuộc sống hoặc bế tắc trong công việc của mình. Trong một số trường hợp, mọi người có thể cảm thấy bế tắc vì họ chưa thể tìm được công việc phù hợp, hoặc họ không thể tiến lên trong sự nghiệp của mình vì họ vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem họ muốn cuộc sống của mình như thế nào. Nó cũng có thể có nghĩa là ai đó không hài lòng với cuộc sống của họ ở thời điểm hiện tại và muốn một thứ gì đó khác nhưng không chắc đó là gì những người khác có thể cảm thấy bế tắc vì họ cảm thấy như thể có điều gì đó cản trở họ tiến lên và hoàn thành mục tiêu trong cuộc sống đó có thể là mong muốn có nhiều tiền hơn mong muốn có nhiều tự do hơn hoặc thậm chí chỉ muốn có nhiều thời gian hơn cho bản thân mình và bớt căng thẳng liên quan đến công việc vấn đề của việc nếu kể quá lâu là nếu chúng ta không buông bỏ những thứ mà chúng ta đã nắm giữ bấy lâu nay thì cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ còn chỗ cho những điều mới và cơ hội mới. Nếu hiện tại bạn cảm thấy bế tắc dù ở bước cứ đâu trong cuộc sống của mình, thì đã đến lúc bạn phải buông tay. Điều thứ 16, giữ vững tầm nhìn và mục đích của bạn. Nếu bạn bị co giật mắt phải, đây có thể là dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang giữ vững tầm nhìn và mục đích của mình. Bạn có thể có một sự thôi thúc hoặc mong muốn giải phóng những gì bạn đang giữ. Chẳng hạn như một mối quan hệ không lành mạnh một công việc không làm bạn hài lòng hoặc thậm chí là những đồ vật đang chiếm dụng không gian của bạn đây có thể là một dấu hiệu cho thấy rằng bạn cần phải từ bỏ một số điều này để nhường chỗ cho những điều mới mẻ đến vấn đề là khi bạn có tầm nhìn về những gì bạn muốn làm điều quan trọng là phải nắm bắt được điều đó ngay cả khi cuộc sống trở nên khó khăn và mọi thứ dường như không theo kế hoạch của bạn điều quan trọng là phải giữ vững tầm nhìn và mục đích của bạn ngay cả khi dường như bạn không còn khả năng tiếp tục bạn có thể bị cám dỗ để từ bỏ nhưng điều quan trọng cần nhớ là bạn không thể từ bỏ những gì bạn có cho đến khi bạn biết phải làm gì tiếp theo rất nhiều người không bao giờ tìm ra mục đích thực sự của họ trong cuộc sống vì vậy nếu bạn thậm chí chỉ có một tầm nhìn nhỏ về những gì bạn được gọi để làm thì đừng để điều đó trôi qua cuộc sống có thể ném tất cả những trở ngại cho bạn mà nó muốn đó chỉ là một bài kiểm tra để xem bạn có thực sự sẵn sàng thực hiện mục đích của mình hay không. Và nếu bạn có, thì bạn có thể giữ vững nó. Có nhiều ý nghĩa tâm linh khác nhau đằng sau co giật mắt phải. Và bạn có thể sử dụng kiến thức này để hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Khi bạn hiểu những điều này, nó có thể trợ lực cho bạn để vượt qua những thử thách mà bạn đang đối diện, hướng đến một cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng những điều Quốc Anh vừa chia sẻ sẽ làm sáng tỏ lý do tại sao mắt phải của bạn co giật và trợ giúp được cho các bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng tất cả những nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích của Quốc Anh vừa chia sẻ sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều những nguồn năng lượng tích cực và các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.